Xin chào bạn đang xem Cuộc sống ở Mỹ Nebraska. Nói Nebraska, có rất nhiều người Việt ở Mỹ vẫn chưa biết được Nebraska là ở đâu, khí hậu ở đây ra sao, công ăn việc làm có dễ dàng không, và đặc biệt là có nhiều người Việt sinh sống ở đây không. Nebraska nằm ngay giữa nước Mỹ. Những thành phố lớn lân cận như Chicago phải lái xe mất 5 tiếng đồng hồ. Thành phố Denver phải lái xe mất 8 tiếng đồng hồ. Nebraska là một trong những tiểu bang có đất đai rất rộng lớn. Mặc dù đất đai rộng lớn nhưng dân số ở đây không hơn 2 triệu dân. Đặc biệt ở đây có rất nhiều hãng xưởng lớn. Vì dân số ít cho nên công ăn việc làm ở đây rất là dễ dàng so với những tiểu bang khác. Nebraska có hai thành phố lớn, đó là Lincoln và Omaha. Lincoln là thủ đô của tiểu bang Nebraska với dân số chỉ có 280.000 dân. Nơi đây chắc cũng không xa lạ với một số gia đình qua diện HO vào năm 90 tới 95. Hiện nay thành phố này là có người cộng đồng người Việt đông nhất ở trong tiểu bang Nebraska này. Mặc dù Lincoln không phải là một thành phố lớn như Chicago, Houston hay những thành phố lớn khác, nhưng nơi đây cộng đồng người Việt cũng có một khu thương mại cho mình. Nơi đây bạn có thể tìm thấy nhà hàng Việt Nam, chợ Việt Nam, văn phòng nha sĩ, bác sĩ người Việt. Vì tiểu bang này đất rộng người ít, vì vậy nhà cửa đất đai ở đây rất thoải mái. Rất nhiều nhà người Việt ở đây có những vườn rau như thế này vào mùa hè. Vì ở đây thời tiết cũng có 4 mùa, mùa đông cũng có tuyết nhưng mà không lạnh lắm. Mùa hè, vì vậy bà con tranh thủ làm vườn trồng rau quả như thế này, rất là thú vị. Đây là thành phố Omaha, là thành phố lớn nhất của tiểu bang Nebraska với dân số gần 450.000 dân. Thành phố này đang phát triển, thành thử là như mấy bạn thấy đường xá rất là rộng rãi vì nó đang trên đà phát triển. Tại vì tiểu bang Nebraska này á, là đất rất là rộng mà người ít. Thành thử nhà cửa đất đai đây rất là thoải mái. Như các bạn thấy đây, đây không phải là một cái nhà mà đây là cái khu apartment thôi. Apartment đây rất là rộng. Đặc biệt ở khu apartment của tiểu bang Nebraska này là hầu như khu apartment nào cũng có một cái hồ để cho những người dân ở đây người ta thưởng thức vào mùa hè. Tiểu bang Nebraska này đó, tại vì cái dân số nó không có nhiều mà có rất là nhiều hãng lớn và công ty lớn ở đây, như cái hãng thịt Tyson chắc cũng nhiều người biết,
là cái nơi mà rất tốt cho những người Việt Nam mới qua hay là những người Việt mà không biết tiếng Anh đó. Tại cái công ty này lúc nào cũng nhận người và có sẵn người Việt giúp mình để đưa vào công ty này. Như bạn thấy đó, hẹn lúc nào cũng cần người hết trơn. Ở Omaha này thì không giống như ở Lincoln, là người Việt thì cũng có chứ không phải là không, nhưng mà không có nhiều và họ sống rải rác với nhau. Ở Omaha không có trung tâm thương mại người Việt giống như ở Lincoln. Hầu như người Việt ở đây đi chợ chợ Asian này đây. Chợ này thì bán tương đối đầy đủ món ăn sạch sẽ, lúc nào cũng đông hết. Đối với những gia đình nào mà có con nhỏ lo về chuyện học hành á, thì tiểu bang Nebraska này rất là tốt. Tại vì cái tiểu bang này đầu tư vấn đề học vấn rất là cao. Hầu như những đứa trẻ ở đây đều đi học đại học hết. Tại vì cái tiểu bang này đi học đại học hầu như là không đóng tiền mà còn được tiền học bổng trả lại nữa. Bởi vậy hầu như những đứa trẻ ở đây đều được đi học đại học và có công ăn việc làm sau khi ra trường rất dễ dàng. Ở thành phố Omaha này á, tại vì không có trung tâm thương mại, không có nhà hàng nhiều giống như Lincoln, thành thử hầu như những người thân bạn bè hay tập trung với nhau tại một nhà nào đó để mà gặp mặt cuối tuần cho nó vui. Đây là một trong những buổi gặp mặt cuối tuần của những người ở trong thành phố Omaha này, đặc biệt là những người khách lạ từ những thành phố lớn khác tới đây, như những người ở Cali hay Texas, thì họ rất là thích cái không khí, cái tình thân thiết của những người ở thành phố Omaha này. Thậm chí họ còn có ý định là muốn về đây nếu có cơ hội. Bây giờ là quay á. Dạ. Bây giờ phải phải đục lỗ xong rồi bỏ cái grill xuống rồi cột lại hai bên làm cái cây chống quay. Và đây cũng là một cái giải trí cuối tuần của những người ở Omaha đây. Những người này là trong ca đoàn của nhà thờ để tập hát cho ngày mai hát lễ. Họ tới đây tập trung không những chỉ tập hát cho ca đoàn mà cũng là một trong cách giải trí của những người Omaha vào những ngày cuối tuần. Vì Nebraska không có nhiều trò chơi mà cũng cách xa biển, thành thử mùa hè ở đây người ta cũng tranh thủ đi chơi. Ở đây thì không có biển nhưng mà hồ rất là nhiều. Hồ thì có những cái hồ để cho bơi, đi cano, đi tàu thuyền, thì đây cũng là một những cái giải trí mùa hè cho những người ở Nebraska. Tạm thời đó là những cái về Nebraska. Vào những cái video kế tiếp mình sẽ nói thêm về những cái gì mới lạ đẹp của Nebraska cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video đầu tiên về Nebraska, cuộc sống ở Mỹ, Nebraska. Hẹn gặp lại những cái video kế tiếp.